Xin chào mọi người, Lâm Vy Dạ vừa mới đi quay game show về. Và mọi người có biết là bây giờ Lâm Vy Dạ đi đâu không? Lâm Vy Dạ đang đi đến một địa chỉ spa làm đẹp rất hot thời gian hiện nay. Và nơi này đang rất được nhiều anh chị em nghệ sĩ tin tưởng và sử dụng và review rất là tốt. Bây giờ thì mọi người hãy cùng Dạ đi đến spa làm đẹp này xem thực hư như thế nào nhé. Dạo gần đây lịch trình của Duyên rất là dày đặc và Duyên không có thời gian để đến spa chăm sóc cho da mặt của mình. Nhưng mọi người thấy không, da mặt của Duyên vẫn rất là sạch và không có mụn ẩn dưới da. Bật mí nhá, đó chính là nhờ Ula House Spa đã mang tới cho Duyên một làn da tươi trẻ và mịn màng như thế. Và ngay lúc này đây, mọi người hãy cùng Kỳ Duyên thử trải nghiệm nhé. Ula House Spa là một địa chỉ đáng tin cậy. Nhân viên ở đây thì Hiếu cảm thấy phục vụ rất là tận tâm. Cơ sở vật chất ở đây thì rất là hiện đại. Rất nhiều nghệ sĩ đã tin tưởng sử dụng dịch vụ ở đây. Và Hiếu mong là quý vị sẽ cùng đến Ula House Spa để cùng chơi. Nhờ có Ula House Spa, Yến đã tự tin hơn khi xuất hiện trước mọi người. Và các bạn của Yến cũng đã rất tin dùng và sử dụng dịch vụ tại đây. Còn chần chừ gì nữa, hãy thử ngay nhé. Nhân viên ở đây rất là chu đáo và tận tình. Đan trường cũng được các chuyên viên tư vấn về tình trạng của da và cách cải thiện để cho làn da của mình được tốt hơn. Ở thẩm mỹ viện Ula có một công nghệ đặc biệt gọi là đốt cháy nhân mụn, hết sức là tiên tiến. Cho dù mụn của bạn đang bị sưng tấy đỏ thì chỉ cần sử dụng công nghệ bắn laser thì các nhân mụn sẽ khô ngay lập tức. Trường cảm thấy rất là hài lòng các dịch vụ tại đây. Trường khuyên các bạn hãy đến thẩm mỹ viện Ula để trải nghiệm cùng với Đan Trường nhé. Nhờ có Ula House Spa mà Quỳnh đã tự tin hơn khi bước lên sân khấu. Hầu hết mọi người sử dụng dịch vụ ở đây đều rất hài lòng. Các bạn hãy thử nhé. Chào mọi người, hôm nay mọi người thấy da của Ly thế nào? Tươi sáng và không khuyết điểm đúng không? Không giấu gì mọi người là cách đây một tuần á, lịch làm việc của Ly á dày đặc nè, và đặc biệt là Ly quay đêm rất là nhiều, cho nên da bị nổi mụn. Mình cũng thấy rất là hoài nghi, bởi vì mình cũng như tất cả những phụ nữ khác rất là kỹ tính trong cái việc mà lựa chọn cái nơi để mà chăm sóc da của mình. Cho nên lần đầu tiên đến đây thì Ly cảm thấy rất là hoài nghi, không biết là có đạt hiệu quả hay không. Nhưng mà hôm nay thì quý vị thấy sao? Ly thì Ly thấy rất là mịn màng nè, mềm mại, và đặc biệt là không còn một nốt mụn nào cả. Ula House Spa chính là bí quyết của Ly. Còn bí quyết của bạn là gì? Hãy cùng chia sẻ để có một làn da khỏe đẹp các bạn nhé.